Thưa quý vị, là một người yêu sách, đam mê đọc sách từ nhỏ, chị Tống Thu Huyền, trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đã xây dựng một thư viện sách cộng đồng hoàn toàn miễn phí bằng tên là Olive Gallery để truyền cảm hứng đọc sách cho mọi người. Thư viện này tọa lạc tại khu đô thị FPT thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Sơn. Thư viện với không gian rộng rãi, thoáng mát, được đầu tư hơn 10.000 sách đủ thể loại, liên tục được cập nhật. Trong số đó có khoảng 30% là số sách của chị Huyền còn lại là do chị từ đầu tư có chọn lọc kỹ càng để có thể mang đến những cuốn sách hay nhất, bổ ích nhất và mới nhất cho bạn đọc. Chị Huyền chia sẻ, việc thành lập thư viện Olive Gallery ngoài xuất phát từ chính trị, thì cả gia đình chị cũng đều có đam mê về sách. Ngoài ra ba chồng chị đã mất là nhà thơ, nhà văn, nhà báo Hoàng Minh Nhân, nên đây một phần cũng là công trình nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông mình đầu tư và mình chăm chút cho một cái không gian nó khá là bắt mắt như thế này là để cho mọi người đến đây mọi người yêu thích cái không gian và từ cái không gian và từ những cái lượng sách mà mình đã được lựa chọn rất là kỹ càng về mặt nội dung thì để làm cho tất cả các bạn đọc đến đây và mọi người sẽ có những cái thói quen thích đọc sách đam mê đọc sách và rồi từ đó thì sẽ tạo lan tỏa đến cho mọi người một cái văn hóa đọc sách để mọi người có thể là sẽ dành thời gian cho sách và yêu sách nhiều hơn vì mình nghe được rất nhiều phụ huynh nói là khi cho con đến đây đọc sách thì gần như nó sẽ bớt đi được thời gian để các con tiếp xúc với những các cái thiết bị công nghệ thì như vậy thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ giúp ích gì được cho các cái bạn nhỏ cái sự định hướng cái thời gian cũng như là cái các cái hoạt động của các bạn thì cho các bạn có thể phát triển cho nó trọn vẹn hơn. Thư viện mới hoạt động từ ngày 14 tháng 2 vừa qua và cũng khá xa trung tâm thành phố, song vẫn thu hút rất nhiều bạn đọc là các bạn trẻ và gia đình đưa còn đến đọc sách mỗi ngày, đặc biệt là vào dịp cuối tuần vì không thu phí nên ai muốn đọc sách có thể đăng ký ngày đến trước qua trang Facebook của thư viện. Để phòng dịch, thư viện cũng giới hạn người đến, đảm bảo môi trường an toàn cho bạn đọc. Hầu như bạn đọc nào đến đây lần đầu cũng trở lại rất nhiều lần và thành khách quen tại thư viện. Dạ, em biết được thông qua fanpage uh, ở trên uh, Facebook, em cảm thấy thư viện này vừa đẹp vừa to với lại thật sự có rất là nhiều sách em cần tìm đọc mà em không tìm đọc được ở chỗ khác về những sách uh, về khoa học hoặc là những tài liệu mà liên quan đến ngành em học. Chị Huyền chia sẻ thêm, Thư viện cũng là một nơi để gia đình chị lưu giữ sách dành cho con cháu sau này. Bên cạnh đó, mặc dù bản thân cũng bận rộn với công việc riêng, nhưng thấy thư viện được nhiều người yêu thích thì đây cũng là niềm vui của mình, vì phần nào đã lan tỏa được tình yêu sách của bản thân đến cộng đồng, góp phần duy trì và lan tỏa văn hóa đọc trong thời đại 4.0 hiện nay.